Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hồng Hà. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ năm, khí trời tương đối là không nên nói nào gắt nóng như là tuần trước, phải không Hồng Hà? Có dịu lại tí ạ. Nhưng mà cuối tuần là nóng lại đó anh. Cuối tuần nóng lại. Thì kính chúc cho quý vị, mặc dầu chúng ta có thể là đang chuẩn bị để bước vào mùa thu sắp tới. Mùa hè vẫn còn rực nắng rỡ. Vẫn còn, cho quý vị phải uống nước nhiều quý vị nhé. Đó là lời mà Mai Tuấn luôn luôn nhớ để xin được nhắc quý khán thính giả, đặc biệt là các bác, các chú lớn tuổi, uống nước nhiều, dù là trời nóng hay không nóng cũng là cái tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là không phải là bác sĩ nhưng mà người ta nói là uống nước nhiều tốt cho thận lắm. Rất tốt cho thận. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin chính có tính cách giật gân một chút như sau, thưa quý vị. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đang cân nhắc việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump bãi nhiệm cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Công ty Apple trình làng iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Hồng Hà sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ, mời quý vị theo dõi. Kính chào quý vị. Bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ là Ủy ban Hạ viện Mỹ đang cân nhắc luận tội Tổng thống Trump. Reuters đưa tin, Ủy ban Tư pháp Hạ viện dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày hôm nay, 12 tháng 9, nhằm đưa ra quyết định về có thực hiện cuộc điều tra có thể dẫn tới việc luận tội ông Trump hay không. Ngoài ra, họ cũng sẽ quyết định về việc trình cuộc điều tra lên Hạ viện vào cuối năm nay. Ủy ban trên tuyên bố sẽ thực hiện một số cuộc điều tra riêng rẽ Tổng thống Trump kể từ khi cơ quan lập pháp Mỹ quay lại sau kỳ nghỉ hè hôm 9 tháng 9. Ủy ban Tư pháp đồng thời tuyên bố mở cuộc điều tra liên quan tới các thông tin nghi ngờ Tổng thống Trump đã gây áp lực lên chính phủ Ukraine để buộc họ hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử năm 2020. Nếu cuộc điều tra luận tội ông Trump được thông qua trong hai ngày tới, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện John Nader sẽ bắt đầu chỉ định các ủy ban và tiểu bang tiến hành các cuộc điều trần như là các thủ tục cho quá trình điều tra này. Hy vọng nó, hay là cuộc điều tra, sẽ giúp chúng tôi có thể tiến nhanh và hiệu quả hơn. Chúng tôi đang xem xét các diện việc khác nhau liên quan tới Tổng thống với mục tiêu cân nhắc về khả năng đưa những vấn đề này ra để tiến hành luận tội. Ông Nadler nói với các phóng viên như vậy. Và thưa quý khán thính giả, cũng trong bản tin cho biết là trong lịch sử Hoa Kỳ, một số các vị Tổng thống đã bị luận tội. Lịch sử cho hay là chỉ mới có hai Tổng thống đã bị Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra luận tội mà thôi. Đó là Tổng thống Andrew Johnson năm 1868, tức là cách đây hơn 100 năm. Và gần nhất đó là cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1999. Cả hai cựu Tổng thống này đều được Thượng viện tha bổng và không bị gọi là loại bỏ ra khỏi tòa bạch ốc. Cựu Tổng thống Richard Nixon thì từ chức năm 1974 sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện thông qua điều khoản luận tội chống lại Tổng thống. Tuy nhiên thì việc xuống chức diễn ra trước khi toàn thể Hạ viện bỏ phiếu về vấn đề này. Và theo nguồn tin từ Reuters thì có ít nhất là 134 dân biểu của Đảng Dân Chủ hiện nay đã bày tỏ quan điểm là ủng hộ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Con số này, tuy vậy thưa quý khán giả, vẫn còn khá thấp so với yêu cầu 218 phiếu thuận để Hạ viện có thể phê chuẩn một nghị quyết như vậy. Mặt khác thì kể cả khi Hạ viện Hoa Kỳ phê chuẩn việc luận tội Tổng thống Trump, đề xuất luận tội vẫn phải cần 2/3 số ghế ở Thượng viện thông qua. Cái điều này có lẽ khó và gần như là không thể xảy ra vì Đảng Cộng Hòa như chúng ta biết vẫn đang kiểm soát Thượng viện. Và nhân đây thì thưa quý khán thính giả, Hồng Hà cũng như Mai Tuấn xin có một cái ý kiến cá nhân là có lẽ đây cũng chỉ là bới lông tìm vết của Đảng Dân Chủ mà thôi, có phải không Hồng Hà? Nhất là đang cái lúc diễn ra gần đến, mặc dầu cũng còn xa nhưng mà kể là đã bước vào cái thềm
của tranh cử để bầu cử bắt lại bắt đầu tôi. Warm up cho những đúng cái, vậy, cái bản up. Tin như thế này đấy. Và nó sẽ tiếp tục nhiều hơn phải đúng không ạ? Thì cái trong việc Đảng Dân Chủ họ làm thì đương nhiên họ có quyền làm, bởi nhất là họ lại đang nắm đa số ở Hạ Viện. Thế nhưng mà nếu mà theo ý cá nhân của chúng tôi thì thôi bỏ đi 8 để đỡ tốn tiền của người dân đóng thuế, lại việc trả đâu ở đâu cả, phải không? Tổng thống Donald Trump đang trên cái đà ngon lành như vậy cho nước Mỹ thì tại sao lại cần luận tội ông? Những chuyện đó là chuyện mà đã nói 1-2-3 năm qua thì chả đi tới đâu cả. Đã. Vâng, và sau đây thì mời quý khán thính giả theo dõi bản tin kế tiếp với Hồng Hà. Dạ vâng, thưa quý vị, một bản tin cũng khá nóng khác từ Tòa Bạch Ốc, đó là Tổng thống Trump bãi nhiệm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, từ nhiệm hôm thứ Ba ngày 9 tháng 10 theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Sau khi Tổng thống Trump nói, ông yêu cầu ông Bolton từ chức vì giữa hai ông có quá nhiều bất đồng về chính sách. Reuters đưa tin như vậy. Tổng thống Trump đăng dòng này trên trang Twitter như sau. Đêm hôm qua, tôi cho John Bolton biết rằng công việc của ông tại Tòa Bạch Ốc không còn cần thiết nữa. Tôi bất đồng mạnh mẽ với nhiều đề nghị của ông như nhiều người khác trong chính phủ. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cử một cố vấn an ninh quốc gia mới vào tuần tới để thay thế ông Bolton và nói thêm, tôi cảm ơn John rất nhiều về thời gian phục vụ của ông. Đài CNN tường thuật rằng dòng tweet này đã xuất hiện chỉ một giờ sau khi ban báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng theo lịch trình, ông Bolton sẽ xuất hiện tại một cuộc họp báo bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Vài phút sau loan báo của Tổng thống Trump, ông Bolton chia sẻ trên trang Twitter của ông như sau. Đêm hôm qua, tôi đề nghị từ chức và Tổng thống Trump nói hãy thảo luận việc này vào ngày mai. CNN dẫn nhiều nguồn tin hiểu biết tường thuật rằng ông Trump đã tỏ thái độ bực dọc về những tin nói rằng ông Bolton đã phản đối ông về quyết định mời phe Taliban tới Camp David. Ông Trump hủy bỏ kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này hôm thứ Bảy vừa qua. Và thưa quý khán thính giả, dĩ nhiên là cái việc ông John Bolton trên nguyên tắc gọi là từ chức, nhưng mà đúng là Tổng thống Donald Trump bãi chức ông John Bolton thì đã đưa ra đến nhiều tranh cãi về cái vấn đề này. Chúng ta biết là ông John Bolton là người có quan điểm diều hâu trong chính sách đối ngoại và cũng là kiến trúc sư trưởng của Tổng thống Donald Trump trong lập trường đanh thép với Iran. Ông John Bolton được nói là đã thúc đẩy Tổng thống Donald Trump có quan điểm cứng rắn hơn nữa. Ông Bolton, như chúng ta biết, là cố vấn an ninh quốc gia thứ ba của Tổng thống Donald Trump. Về vấn đề này thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio là một Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đứng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông đã nói như sau. Tôi là người rất hâm mộ ông John Bolton. Tôi làm việc rất suôn sẻ với ông ấy. Và tôi nghĩ ông ấy đã làm tròn trọng trách, chẳng qua là quyết định của Tổng thống thôi. Tổng thống có quyền chọn những người xung quanh mà ông ấy cần. Trong khi đó thì một thượng nghị sĩ khác thuộc Đảng Dân Chủ, đó là ông Beth Menendez. Ông này cũng là thượng nghị sĩ hàng đầu ở trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông đã bình luận về sự ra đi của ông Bolton như sau. Chuyện này tiêu biểu cho phong cách của Tổng thống Trump. Ông ấy chỉ muốn những người đơn giản là cúi đầu vâng dạ. Có thể tôi không đồng ý với đại sứ John Bolton về nhiều vấn đề và về quan điểm hiếu chiến của ông ấy. Nhưng có điều, đôi lúc ông ấy chắc chắn đã trình bày những quan điểm đối nghịch hoàn toàn đối với Tổng thống Donald Trump. Mà đó không phải là điều mà Tổng thống muốn. Và dĩ nhiên, Hồng Hà nghĩ sao? Dĩ nhiên là tôi là boss thì anh phải... Phụ tá thì là gọi là phụ tá, cố vấn thì vẫn là cố vấn, và không có nghĩa là bắt buộc. Nhưng mà có lẽ đúng, nhìn cái hàm râu của ông John Bolton thì thấy ông này cũng vào cái loại nghĩa là cũng trực tính và mạnh mẽ, tuy là người nho nhỏ. Cố vấn quân sự mà đây là một cái nhân vật rất cố vấn là an ninh quan trọng. Cố vấn an ninh vương rất là quan trọng, rất đúng. Là sharp. Và chính vì ông rất là quan trọng và cái tin tức này cũng được sự quan tâm ngay từ phía ngoài của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Có lẽ tôi nghĩ thế này, Hồng Hà, tôi nghĩ rằng có lẽ là ông John Bolton đôi lúc có lẽ đi hơi quá
những cái gì mà ông ta nên giữ lại cái trong cái phạm vi của ông ta là người cố vấn và là người phụ tá thôi, chứ không phải là boss của Tổng thống Trump. Cho nên là có lẽ nhất là đối với tính khí của Tổng thống Donald Trump mà vượt quá cái đó thì chắc là chúng ta biết đã bao nhiêu chức vụ ở trong cabinet của ông đã phải ra đi. Có lẽ không vì cái chuyện đó nhiều hơn, chứ còn giỏi nói là các cố vấn cũng như phụ tá là phải nói là giỏi chứ, nhiều người giỏi lắm. Vâng, xin mời Hồng Hà. Cảm ơn anh. Trong một diễn biến chính trị khác, Điện Cẩm Linh cho biết gián điệp của Mỹ ở văn phòng Tổng thống Putin đã bị sa thải mấy năm trước. Điện Cẩm Linh hôm 10 tháng 9 cố giảm tầm quan trọng của tin tức trên truyền thông Mỹ về một điệp viên CIA bên trong chính quyền Tổng thống Nga, gọi đó là tin tào lao. Nhưng cho biết một giới chức cấp thấp mà truyền thông Nga đề cập tới là một đặc vụ từng làm việc tại Điện Cẩm Linh trước khi bị sa thải. CNN hôm 9 tháng 9 đưa tin Mỹ đã thành công khi đưa ra khỏi Nga một trong những nguồn tin bí mật cấp cao nhất của Mỹ bên trong chính quyền Nga hồi năm 2017. Báo New York Times sau đó cho biết nguồn tin này đã gửi tin mật cho Washington trong nhiều thập niên. Một nguồn tin quen thuộc khác với các hoạt động của Mỹ, theo dõi các hoạt động của Nga, xác nhận với Reuters rằng đã có một người cung cấp tin mật cho CIA trong chính phủ Nga. Và nhân vật này đã được đưa ra khỏi nước Nga, rồi đưa sang Mỹ. Nguồn tin của Reuters cho biết các quan chức Mỹ đã rất lo ngại rằng các quan chức của Điện Cẩm Linh công khai tên của người này như họ tuyên bố. Và sau đây là một tin nói về Apple mới. Thưa quý vị, công ty Apple vừa cho ra mắt iPhone 11. Rồi 11 Pro và 11 Pro Max. Bản tin cho biết là phone 11 là bản nâng cấp của iPhone XR với nhiều màu sắc và màn hình LCD, trong khi iPhone 11 Pro, 11 Pro Max có 3 máy hình, giống như tin đã đồn. Là bản nâng cấp của iPhone XR nhưng tên gọi model mới, không còn tạo cảm giác giá rẻ như thế hệ cũ nữa. iPhone 11 có màn hình 6.11 inch chuẩn Liquid Retina nhưng chỉ dùng tấm nền LCD mà thôi, và loa ngoài thì chuẩn âm thanh Dolby Atmos. 6 màu sắc gồm có màu tím, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Theo công ty Apple, mặt lưng kính của máy vào dạng khó sản xuất nhất trên smartphone hiện nay. Tức là họ cho biết là họ có tính cách mới nhất. Và các loại máy hình ở phía sau với một độ phân giải 12 megapixel, tức là khá nhiều, và góc rộng 26mm. Một ống kính góc siêu rộng cùng độ phân giải tiêu cự 13mm. Và chế độ chụp chân dung portrait sẽ hoạt động với cả con vật thay vì chỉ người như trước, tức là rất dễ chụp hình. Máy cũng sẽ có chế độ chụp đêm gọi là Night Mode, được tự Google, nghĩa là nó tương tự như công ty Google và Samsung đã sản xuất. Và thưa quý vị, khả năng quay video chuẩn 4K, tức là lớn lắm, tốc độ 60 hình mỗi giây, quay slow motion, tức là quay chậm. Và thưa quý khán giả, đó là cái bản tin nói qua về Apple trình làng iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Và sau đây thì Hồng Hà sẽ còn cho biết thêm một số chi tiết. Đối với các bác, các chú thì dĩ nhiên là không có, Mai Tuấn cũng không có hứng thú bao nhiêu, bởi vì mình xài phone cũng không, sồn phú cũng chưa hết, bây giờ lại phone mới nữa. Nhưng mà mời Hồng Hà, quý vị theo dõi để quý vị nghe rõ thêm, chắc chắn là con cháu của chúng ta thì rất mê. Mời Hồng Hà. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, thực sự thì cái độ nóng của iPhone trước đây nó nhiều hơn bây giờ, phải không ạ? Có điều mỗi lần iPhone ra thì chắc là cũng rất là nhiều người quan tâm. Trước đây, Apple sử dụng Pro cho các dòng iPad, MacBook và Plus, Max cho các dòng máy cỡ lớn của iPhone. Tuy nhiên, với model mới màn hình lớn nhất là 6,5 inch, hãng đặt cái tên khá dài là iPhone 11 Pro Max. Model còn gọi là iPhone 11 Pro có màn hình 5,8 inch, kế thừa của chiếc iPhone XS.
Cả hai sử dụng màn hình OLED được đặt tên là Super Retina XDR với độ tương phản 2.001, độ sáng 1.200 nit, tiết kiệm điện 15% so với thế hệ trước và chip xử lý là A13 Bionic giống như trên phone 11. Máy có thiết kế cụm 3 camera vuông rất giống với các tin đồn trước đó, bao gồm một ống kính tiêu chuẩn 12 megapixel, rộng 26mm, khoảng 1.8F, ống kính tele 52mm, F2.4 và ống kính góc siêu rộng 120 độ, tức là 13mm, F2.4, thưa quý vị. Máy có thể quay video chuẩn 4K, tốc độ 60 hình một giây và chỉnh sửa video trực tiếp. iPhone 11 Pro có pin tốt hơn 4 tiếng so với iPhone XS, trong khi iPhone 11 Pro Max có pin tốt hơn 5 tiếng so với iPhone XS Max. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh PD. Bộ đôi này cũng đi kèm sạc nhanh 18W trong hộp. 4 lựa chọn màu sắc cho hai model cao cấp hơn là xanh sẫm, đen, trắng và vàng. Giá bán khởi điểm cho iPhone 11 Pro là 999 Mỹ Kim, còn iPhone Pro Max là 1099 Mỹ Kim. Lo ngại về Trung Quốc đang đè nặng lên các đại học Hoa Kỳ. Bản tin cho biết là các trường đã nhận thấy sự thay đổi giọng điệu của chính phủ từ tháng 2 năm ngoái, khi giám đốc của cơ quan FBI là ông Christopher Wray gọi họ là khờ khạo. Ông Wray đã cho rằng các đại học Mỹ đã vô tình để các giáo sư, các nhà khoa học cũng như các sinh viên lợi dụng hệ thống của Mỹ để thu thập thông tin cho chính quyền Trung Quốc. Kể từ đó có nhiều thay đổi trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Bên đã đào tạo hơn 350.000 sinh viên Trung Quốc, chứng kiến nhiều thế hệ học giả Trung Quốc được giáo dục tại Mỹ để trở thành công dân nhập tịch và giáo sư cũng như làm trong các phòng thí nghiệm. Những thay đổi nổi bật là tăng cường kiểm tra thị thực đối với các học giả Trung Quốc trong các lĩnh vực khoa học nhạy cảm và thắt chặt các chính sách. Chẳng hạn như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hồi tháng 1 đã cấm nhân viên tham gia vào các chương trình chiêu mộ nhân tài nước ngoài từ các nước nhạy cảm. Động thái này được cho là nhắm mục tiêu vào chương trình hàng nghìn nhân tài của Trung Quốc cung cấp nguồn tài trợ hào phóng và phòng thí nghiệm rộng rãi cho các nhà nghiên cứu nước ngoài. Cơ quan FBI đã kết hợp với các cơ quan khoa học và các phòng ban của các liên bang để tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về ảnh hưởng của nước ngoài và hành vi vi phạm về tài trợ. Những động thái này đã khiến cho một số các nhà nghiên cứu cũng như các nhà giáo sư gốc Hoa đã bị sa thải vì không tiết lộ quan hệ với nước ngoài trong khi nhận được tài trợ của Liên bang Hoa Kỳ. Và có lẽ thưa quý khán giả, đó cũng là một trong những điều chéo cả ngỗng. Được tài trợ của Liên bang chúng ta mà đã làm việc rồi, kể như là gián điệp cho Trung Quốc, không thể chấp nhận được. Và mời Hồng Hà với bản tin kế tiếp có lẽ cũng liên quan đến vấn đề này. Dạ vâng, vẫn liên quan đến bản tin anh Mai Tuấn vừa nêu thưa quý vị, nhưng đây là phản ứng của các trường đại học. Một số trường đại học, học giả và hiệp hội học thuật tức giận vì cho rằng chính phủ cố tình nhắm mục tiêu vào các học giả Trung Quốc và học giả Mỹ gốc Hoa. Một số chủ tịch đại học danh tiếng đã viết thư ngỏ và các bài xã luận trên các tờ báo lớn về chủ đề này. Chủ tịch Đại học Columbia Lee Bollinger chỉ trích FBI can thiệp vào công việc nội bộ của trường trong bài viết trên Washington Post vào tháng trước. 60 hiệp hội học thuật tuần trước gửi thư ngỏ bày tỏ lo ngại rằng việc đối xử nặng nề với các công dân nước ngoài muốn làm việc hoặc hợp tác với các tổ chức Mỹ có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Mỹ, vốn là nơi chào đón các nhà nghiên cứu quốc tế. Mặc dù các trường học, đại học nhấn mạnh cam kết với hội nhập toàn cầu, giảng viên và nhà nghiên cứu hiểu rằng các cơ quan tài trợ liên bang không có cái nhìn thiện cảm về những hoạt động hợp tác với nước ngoài của họ. Hiện giờ, các trường đại học Mỹ đang bắt đầu năm học mới trong bối cảnh các nhà lập pháp và cơ quan liên bang lo lắng rằng họ có thể vô tình tiếp tay cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và âm mưu gây ảnh hưởng của nước ngoài.
trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng vì chiến tranh thương mại và các vấn đề khác. Các nghị sĩ trong năm qua đã thúc đẩy các dự luật nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài với giáo dục đại học. Các nhà điều tra liên bang tìm cách đưa ra các biện pháp tránh rò rỉ chất xám từ các nghiên cứu của Mỹ. Các trường đại học cũng đã tổ chức các buổi nhắc nhở giảng viên về vấn đề bảo mật khi ra nước ngoài hay cung cấp máy tính xách tay và điện thoại di động không có dữ liệu nhạy cảm cho các nhà nghiên cứu đến quốc gia có nguy cơ cao. Họ cũng cập nhật quy tắc kiểm tra lý lịch khi tiếp đón khách nước ngoài và xây dựng quan hệ với văn phòng FBI địa phương. Và vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần thông tin thương mại ngắn, Mai Tuấn và Hồng Hà sẽ trở lại bản tin thế giới có các tin đáng lưu ý như sau. Liên hiệp châu Âu và Cuba tăng cường hợp tác, chống sức ép từ Mỹ. Dẫm đạp tại lễ hội Hồi giáo khiến cho hơn 30 người thiệt mạng.